được à? Buồn lắm chứ. Đó. Mình thương bà xã cái là không có chậm nhà, vẫn ở nhà làm dâu chứ không về nhà mẹ. Nghề nghiệp hồi đó không biết làm gì, làm ruộng làm nông, về dưới nhà mình thì cây lúa trồng khoai làm đủ chuyện hết. Lúc gả cô đi cái má cô nói chứ nhà mình nghèo quá, ở với má hai mấy năm mà giờ gả con đi mới không có gì cho con hết á, má buồn lắm. Thôi thì má cho con cái kinh nghiệm sống làm vợ làm dâu mấy chục năm của má để con về làm dâu cho anh tốt. Sống bên nhà chồng á, không có chồng ở nhà thì cũng thiệt thòi cho con dữ lắm, nhưng mà nếu mà thương chồng á thì con phải ráng. Con ở bên chồng, con chiều chuộng ba má chồng cũng như ba má ruột của mình, rồi anh em chồng cũng như anh em ruột của mình. Có được vậy thì chú mới yên tâm, chú học hành, rồi gia đình mới vui. Mà má thì cũng nở mặt nở mày với người ta, cho nên cô cố gắng ở riết đó vậy đó. Có bao giờ cô ngồi cô buồn, cô khóc? Có thằng em chồng nhỏ xíu à, 6-7 tuổi, cái mỗi lần cô khóc là nó thấy. Cái mỗi lần mà anh về á, cái anh hỏi Út Nho là tên của đứa em chồng á, ở nhà có mưa dầm không Út Nho, thì nó trả lời không có mưa dầm mà có mưa lác đác thôi. Ở dưới quê một mình chắc buồn dữ lắm luôn á. Khuya tối nghe nhái ếch kêu buồn nhớ nhà, tivi thì nhà cũng không có luôn. À, có điện không cô? Không có điện luôn, xài đèn dầu luôn. Trời đất ơi, buồn thảm não dữ luôn. Lắm. Cô ơi, vậy thì chú cứ đi làm xa như vậy thì trong những lần sinh nở của cô á, không có chú ở kế bên cạnh thì cô có gặp khó khăn gì không? Cái lúc bầu đứa con đầu lòng á, chú có dặn cô ở nhà thì nếu mà có nghe đau bụng hay nghe gì khác thì nói với má nha. Xin chào cô chú ạ. Xin mời chú giới thiệu về mình ạ. Chào Quyền Linh, chào Ngọc Lan. Xin giới thiệu chú là Đỗ Thanh Phong, ở Thủ Dầu Một, Bình Dương, 64 tuổi. Hiện nay chú là giáo viên dạy nghề sinh vật cảnh. À, dạ. Là cây kiển này kia đó hả? Hay quá. Còn cô ạ? Cô chào MC Quyền Linh, chào Ngọc Lan. Cô xin tự giới thiệu, cô là Lê Thị Thị Hương, cô 63 tuổi, ở Bình Dương. Dạ. Cô 63 tuổi mà cô rất trẻ. Dạ. Cảm ơn cậu. Cô chú ơi, mình kết hôn 43 năm, như vậy là một cái hành trình rất là dài. Vậy thì bây giờ cô chú có còn nhớ được cái ngày đầu tiên khi mà mình gặp nhau hay không ạ? Nhớ rõ, Quyền Linh. Lúc đó là sau ngày giải phóng thì ở xã Phú Hòa của Thủ Dầu Một thì có cái phong trào văn nghệ. Bà xã mình bả là thành viên của đội văn nghệ xã Phú Hòa. Còn mình là làm công tác thanh niên của ấp Hòa Thành. Hàng năm những ngày lễ lớn này kia là xã có tổ chức văn nghệ. Rồi mình thấy đội xã thì có cô gái người hơi nhỏ nhắn nhưng mà hát hay. Yeah. Mình cũng có để ý, nhưng mà lúc đó thì cũng chưa có quen nhau nhiều lắm. Chưa quen nhau. Chú ơi, nhưng mà lần đầu tiên mà chú nghe cô hát á, là cô hát bài gì bây giờ chú nhớ không ạ? Nhớ là thấy cô du kích nhỏ mặc áo bà ba, đeo khẩu súng, kiểu súng trường, rồi hát bài Những Cô Gái Đồng Bằng Sông Cửu Long. Cô hát lại. Cô hát lại đi cô. Bài đó hay lắm á. Vậy cô hát một đoạn thôi nha. Dạ. Những đầm sen, những dòng sông lấp lánh trăng sao, những sơn thơm đồng xanh trái rồng, nhịp cầu tre lắc lèo giọng kinh, in dáng hình người con gái quê tôi. Áo bà ba, súng hoàng dây hôm sớm ra đi, mái tóc xanh quyền hương trái ngọt, mặt như hoa sáng đẹp tình yêu, son sắc thủy chung giữ quê nhà. Bài này rất là hay luôn á. Cô gái mặc áo bà ba ha, thân rằng ha, giác cái súng làm sao ha, những hình ảnh đó không bao giờ quên được, những o du kích ngày xưa hát bài đó. Rồi lúc đó cô có để ý gì chú không? Lúc đó thì cô chưa để ý gì, nhưng mà lúc sau mà chú hay lên nhà chơi đó, bữa đó cái cô nấu khoai lang, cô mời chú, cô nói anh Phong ăn khoai lang chơi, cái chú nói bà cái đồ quỷ này. Cô tưởng là chú chơi, là cô tính giận rồi, cái tính bưng đi cắt rồi, cái chú nói bà đuổi nè,
có thì ăn, chứ không có cũng thèm thấy mồ. Cái từ đó cô thấy ông này cũng đẹp trai, mà nói chuyện thì khôi hài mà có duyên nữa, nên từ đó cô cũng để ý sơ sơ. Tình cờ là cuối năm 76 có anh bạn anh cưới vợ, anh bạn đó là anh họ của bà xã. Tối đi làm tóc không có ai chở đó, cái mình có xe Honda nhận chở về vô. Năm bảy mấy có xe Honda là dữ rồi đó. Trên đường chở mình chạy ổ gà nhiều, hơi sốc chút, hơi sốc chút xíu. Ôm lại hả chú, dịnh rồi. Lúc đầu không có dịnh, chút xíu ổ gà dằn quá thì cũng xích xích lại. Cô nghĩ ông này kỳ thiệt. Đường thì cũng có chỗ thẳng, mà sao không chạy cứ cái ổ gà, ổ dò dọt xuống không? Trời ơi, cái này là có chiến lược rồi. Trời ơi, chắn là chiến có lược chiến lược rồi. Đâu phải đường lúc nào cũng ổ gà đâu, đúng nhưng rồi. Cứ lựa ổ gà mà chạy thôi. Mà tao lạng qua lần lợi thắng này nè, thắng gấp kìa nè, không? Trời mới đầu không ôm mà, không ôm mà, không ôm. Được rồi, để làm cho ôm cho coi, đó là cứ ổ gà chạy vô thôi. Nhưng mà cô cũng chưa để ý gì tới ổng nhiều đâu. Ổng thì có ý với cô lâu rồi, mà lúc đó mình cũng là đẹp chút đó con, cái gì hơi bị chảnh chảnh, không có suy nghĩ với chú nhiều. Có nhiều lần cái chú lên nhà thì có ý rồi cứ lên nhà hoài. Cái lần đó cái chú nói với cô, không biết sao dạo này anh đi tới đâu á, người ta cũng nói là mày thương heo hả? Cái cô nói, ủa sao kỳ vậy? Cái chú nói, mà vậy mà anh thích. Cái cô nói, ủa sao vậy thích? Cái chú nói, chứ em tên gì? Cô nói thì tên Hương. Cái chú nói, đâu em đọc lại coi, là theo Hương. Trời ơi, sao? Xưa ông bà mình là này theo nhỏ kia rồi, là theo con này theo kia, chứ không phải đi ôm mèo. Trời, rất là duyên dáng luôn á. Vậy thì đến lúc nào đó thì chú tỏ tình với cô? Lên nhà trai quen từ đó tới năm 77 thì mới ngỏ lời. Lúc đó chú không có trai gái mà thích nhau, ngại nói cái tiếng thương, tiếng yêu gì lắm. Mà chú nói với cô chứ, để bữa nào anh chở ba má của anh lên nói chuyện với má em rồi cưới em cho anh nha, em chịu không? Cái cô nói, hãy mà má tôi gả thì tôi ưng, má tôi chịu, tôi chịu. Chú mới nói chứ, ủa vậy em có thương anh hả? Lúc đó cũng thương rồi, nhưng nói ra mắc cỡ, đổ thừa cho má. Không, không có nói được. Mà xui xui lúc đó mà má không chịu gả, cái không biết sao luôn á. Trước thì cô và xã chú làm cho bà già đồng ý rồi. Đó. Lại là một người đàn ông có chiến lược. Già rất là khó tính, buổi sáng đi bán, 11, 12 giờ trưa mới về. Thường thường mấy anh trước cũng có quen với bà xã cũng tới, cứ canh giờ về trước thì bà già không chịu, nhưng mình phải ở chờ bà già về. Nhiều khi bà già mời ăn cơm ăn luôn đó. Đi hết vòng ngoài mới vô tới vòng trong. Cô ơi, nhưng mà thời điểm đó cô với một cái nhan sắc mà gọi là sắc nước hương trời như vậy, chắc chắn là sẽ có rất là nhiều anh chàng đeo đuổi, đúng không cô? Vậy thì lý do gì mà cô lại đồng ý lấy chú? Nói chung là làm như là đeo đuổi riết rồi, cái thích hồi nào cũng hay á con. Bà nói đẹp trai không bằng trai mặt thôi con. Tức là thuốc này tầm cây si đó. Quý vị khán giả ơi, quý vị phải nhớ cái bí quyết này nha. Đó là đẹp trai không bằng trai mặt. Muốn lấy được vợ thì cứ ngày nào cũng quan khoa làng. Sợ tốn tiền khoa lang riết rồi mà cho cưới giống vậy chứ. Ôi chú ơi, như vậy thì từ ngày mà tỏ tình cho tới cái ngày kết hôn là khoảng 6-7 tháng hả cô chú? Vì cái ngày mà mình làm đám cưới á, cô chú có còn nhớ không? Tháng 10 năm 77. Dạ. Mình có cái giấy báo là trúng tuyển trường trung cấp nghề nông nghiệp của Tây Ninh á. Khi đó là đám hỏi rồi, bà xã bà đâu có chịu cho đi. Ở trường thì có cái quy định, hồi đó ba khoan, tức là khoan yêu, khoan cưới, khoan của con. Nhưng mà mình đã đám hỏi rồi thì phải cưới. Xin phép trường, nghỉ có 3 ngày thôi. Ủa, cưới là chú đi học luôn? Đi học luôn, được nghỉ có 3 ngày thôi mà lên trường còn bị đứng trên cột cờ là làm gương á. Trời ơi, rồi sao cô? Lúc đó tình hình cô làm sao? Lúc đó cô ở nhà làm dâu có một mình thôi. Một tháng hoặc là nửa tháng, 20 ngày không chừng chú mới về một lần. Buồn chết đi được à? Buồn lắm chứ. Đó. Mình thương bà xã cái là không có chậm nhà, vẫn ở nhà làm dâu chứ không về nhà mẹ. Nghề nghiệp hồi đó không biết làm gì, làm ruộng làm nông, về dưới nhà mình thì cây lúa trồng khoai làm đủ chuyện hết. Lúc gả cô đi cái má cô nói chứ nhà mình nghèo quá, ở với má hai mấy năm mà giờ gả con đi má không có gì cho con hết, má buồn lắm. Thôi thì má cho con
cái kinh nghiệm sống làm vợ làm dâu mấy chục năm của má để con về làm dâu cho anh tốt. Sống bên nhà chồng á, không có chồng nhà thì cũng thiệt thòi cho con dữ lắm, nhưng mà nếu mà thương chồng á thì con phải ráng. Con ở bên chồng con chiều chuộng ba má chồng cũng như ba má ruột của mình, rồi anh em chồng cũng như anh em ruột của mình. Có được vậy thì chú mới yên tâm, chú học hành thì gia đình mới vui, mà má thì cũng nở mặt nở mày với người ta, cho nên cô cố gắng ở riết đó vậy đó. Có bao giờ cô ngồi cô buồn cô khóc? Có thằng em chồng nhỏ xíu à, 6-7 tuổi, cái mỗi lần cô khóc là nó thấy, cái mỗi lần mà anh về á, cái anh hỏi Út Nho là tên của đứa em chồng á, ở nhà có mưa dầm không Út Nho, thì nó trả lời không có mưa dầm mà có mưa lác đác thôi. Ở dưới quê một mình chắc buồn dữ lắm luôn á. Khuya tối nghe nhái ếch kêu buồn nhớ nhà, tivi thì nhà cũng không có luôn. À, có điện không cô? Không có điện luôn, xài đèn dầu luôn. Trời đất ơi, buồn thảm não luôn. Cô ơi, vậy thì chú cứ đi làm xa như vậy thì trong những lần sinh nở của cô á, không có chú ở kế bên cạnh thì cô có gặp khó khăn gì không? Cái lúc cậu đứa con đầu lòng á, chú có dặn cô ở nhà thì nếu mà có nghe đau bụng hay nghe gì khác thì nói với má nha, má chồng cô là thương cô lắm. Có đau bụng em cũng không sanh nữa, em chờ anh về mới sanh. Trời ơi. Cái tới ngày sanh đó là cô đau bụng, cứ đi lên đi xuống bệnh viện mấy lần vậy mà không sanh được. Bác sĩ khám thì nói có dấu sanh nhưng mà không sanh. Tới 3 ngày cái đi về. Về cái ngày thứ tư cái chú ở trên trường chú về. Chú về là 10 giờ đêm á, sáng sớm là 6 giờ cái cô nghe đau bụng quá. Chú chở cô cái xe đạp mini á con, cũ lắm. Chở mà cái chợ Bình Dương á, lúc đó người ta bán hai bên đường, đông thật là đông mà. Chú chở chú run quá, cô ngồi đằng sau đau bụng quá mà. Nghe ông bà xưa nói đau bụng đẻ là bóp cục đá cũng nghe mềm nữa. Cô bóp cái eo chú dâm bầm hết trơn luôn. Mà lúc đó cô hỏi chú đau không? Chú nói lo em đi. Cái chú chạy chú cứ đụng người này, đụng bên này, đụng bên kia, người ta la quá trời. Quýnh à. Cái người ta dòm lên, người ta thấy chở và bầu đằng sau, người ta nói trời ơi đẻ tới nơi hèn chi, thôi để cho nó đi. Ủa sao kỳ vậy ta? Ủa sao mà lúc mà yêu đương thì chở 6-7 mà lúc ta đi đẻ chở xe đạp ta? Xe 6-7 là của gia đình. Hồi đó cua ghệ là mượn xe thôi chứ không phải xe của mình. Hèn chi lúc đẻ chở xe đạp. Trời ơi chú kỳ quá à. Lúc mà chú cua cô thì chở 6-7 đi cùng vô gà nữa. Tới lúc ta đẻ thì hồi 6-7 bước tiêu thế chạy xe đạp. Đi đám cưới mình mượn xe nhà. Mình đến mượn xe. Hồi đó có bệnh viện của tỉnh á, nói thôi vô đây đẻ đi em, giờ đau bụng quá mà bấm đau mình ráng mình chịu á. Nhưng mà không, phải ra ngoài nhà bổ sanh thuốc ở ngoài chợ Thủ Một á, phải chạy băng qua cái chợ đông người buổi sáng vậy. Chạy cỡ mấy cây số chú nhớ không à? Khoảng từ nhà tới đó 8 cây. 8 cây mà chở bà bầu đang đau bụng đẻ. Con nghĩ lúc đó là chú phải tay lái lụa dữ lắm á. Đâu phải như xưa mà tìm ổ gà lũi vô đâu. Bây giờ là lấy ổ gà là né nha. Đế. Khi mà thấy đứa con đầu lòng ra đời đó, cảm giác chú làm sao? Rất là mừng, vui nhưng mà cũng lo. Lo một cái là mình không thể nào ở nhà để chăm sóc phụ bà xã được, mình phải đi. Cô ơi, vậy rồi mình mới vừa sanh nở xong, mình còn rất là yếu và cần cái sự động viên chăm sóc của ông xã. Mà sanh xong thì chồng lại đi làm tiếp thì lúc đó mình buồn không cô? Buồn, buồn lắm con. Lúc đó sao cũng đơn giản lắm. Thì anh có việc anh cứ đi. Giờ dễ gì chịu phụ nữ chiều nha. Bây giờ nếu mà sanh đứa nữa mà chú cũng đi vậy, cô cho chú đi không? Giờ chắc sanh không được nữa. Phụ nữ ngày xưa đức tính hay nha. Họ hy sinh cho chồng, cho con, cho gia đình. Đấy, chú không ở nhà làm dâu một mình. Vừa sinh xong chú lại đi. Bởi vậy cho thấy rằng là đại đa số những cuộc tình mà kéo dài hàng trăm năm như thế, trong đó có sự chịu đựng và sự hy sinh rất là nhiều của những người phụ nữ. Cái này con xác nhận. Bởi vì khi mà con ngồi ở đây là con nghe rất là nhiều cái câu chuyện như vậy. Nhưng mà hai đứa chú đều đi hết hả? Không, đứa thứ hai thì mình nhà rồi. Ở nhà rồi. Mình học mảng khóa và mình đi làm rồi. Làm cơ quan cũng gần. Hồi đó thì nó nghèo. Hai chồng ở riêng thì cũng phải tự lo. Xã thì nhà nấu xôi nấu bắp rồi đi bán để nuôi con. Mình đi làm lương nhà nước thì hồi đó nó rất là ít, không có đủ trang trải. Không đủ trang trải cho chính mình luôn. Chính mình luôn. Vậy là cô phải tự trang trải ở nhà, vừa lo gia đình vừa lo cho hai người con nữa. Trong thời gian chú đi như thế thì cô có sợ chú sẽ gặp một người nào đó hay không?
Sao hồi đó cực khổ quá rồi không có nghĩ tới mấy cái chuyện đó con. Cứ nghĩ làm sao mà để ngày mai bán đắt hơn, về sớm hơn, để cho chú đi làm hoặc là đi công tác thì bán lẹ về sớm hơn để giữ con. Lúc cô đi bán không có chú nhà thì cô gửi cho đứa em. Đứa em gái nó cũng nhỏ lắm, nó mới có hơn 10 tuổi à. Để con thinh giọng nó đưa vậy thôi. Cô phải chạy về sớm trước 8 giờ. Hồi đó khổ lắm con, có lúc cái cô đi bán mà có bữa đi ra đường trời mưa trơn trượt, té đổ hết thì trơn. Đổ vừa bánh canh mà vừa tô chén gì bể hết. Trời ơi, lúc đó cô nhìn thấy cô chỉ là khóc thôi, cô không biết làm gì. Khóc như mưa bóp vậy đó con. Cái cứ nghĩ là giờ vốn liếng của mình có nhiều đây mà đổ hết trơn rồi, giờ không thấy được gì hết. Cái về nhà đó cô cũng ngồi cô khóc riết. Cái thằng con lớn của cô lúc đó cũng khoảng gần 4 tuổi. Nó thấy mẹ khóc hoài, nó không biết sao. Cái nó nói mẹ ơi, sao mẹ cứ khóc hoài vậy? Còn bịch bánh canh đó mẹ ăn đi. Sao mẹ khóc hoài? Từ lúc nghe vậy cô không có khóc nữa mà cô cười. Nó kiểu con nít nó quá thơ ngây á con ha. Có bao giờ mà cô nghĩ rằng là tại sao mình lại khổ cực như vậy không? Tại sao mình lại chọn một cái nơi mà quá khổ như vậy không? Thì tại vì thương chú. Với là thấy gia đình nhà chú, ba má của chú cũng hiền, cũng thương cô nhiều nên cô cố gắng chịu đựng. Xưa lúc khổ quá, cái lúc nào chú cũng động viên an ủi cô. Ráng đi em, hết cơn bị cực rồi tới hồi thới lai. Có bao giờ chú ngồi mình mà chú rơi nước mắt vì những cái suy nghĩ về vợ con của mình? Vợ mình vừa tần tảo như thế để lo hai người con, vừa lo bản thân, vừa lo cho gia đình của mình nữa không? Có Quyền Linh. Mình cứ nghĩ là mình muốn thì mai mốt nó sẽ được thôi. Chứ cũng không biết cách nào để giúp cho bà xã nhà. Có nhiều lúc mà hai vợ chồng, hai đứa con đèo trên cái chiếc xe đạp cũ, thật là cũ đó. Cô mới ước, cô nói ước gì giờ mình có chiếc xe Honda cũ thôi cũng được nữa, đi cũng đỡ cực hơn ha anh ha. Cái anh nói thì em cứ ước đi, tôi muốn là thế nào cũng có. Sau bao lâu thì mình mới có được chiếc xe Honda vậy cô? Mấy đứa con cũng lớn mấy tuổi rồi, mua lại cái xe 67 của ông già. May mua của ông già mới đủ mua nổi. Trả góp. Chứ mua người khác chưa chắc đủ tiền mua nữa. Lúc mua được chiếc xe Honda cô có vui không cô? Mừng lắm con, mừng quá mà sáng đêm ngủ cũng được luôn, cứ trông cho trời mau sáng định đi lấy xe. Mà cái này con hỏi thiệt nè, có khi nào mà chú làm những cái điều bất ngờ để cho cô vui không cô? Có. Sau này đỡ lên rồi cái chú làm được, thay vì làm về là đưa thẳng cho vợ hen, chú không có đưa. Cái cô ngủ nửa đêm cái cô xong nghe trên mình sột soạt sột soạt, cái cô cầm lên vậy cái cô nghe giống tiền quá, cái cô ráng mở mắt ra sao thấy tờ 500 không mà rồi nghe nhiều lắm luôn. Cái cô mừng quá, cô ngồi vậy thật là lẹ luôn, cô nói anh ơi anh sao tiền nhiều quá trời, tiền đâu mà quá trời luôn. Chú nói mừng không? Nói mừng, tiền đâu dữ anh biết không? Nói thì của anh đưa chứ đâu. Mà không chịu đưa thẳng cho mình mà làm vậy. Muốn tạo nên một cái bất ngờ ha. Giống như trong giấc mơ có nó trở thành hiện thực á. Trong cái cuộc tình 40 mấy năm như thế, có bao giờ cô chú xảy ra những cái bất đồng mà nó căng thẳng đến mức tột độ không cô chú? Có con. Lúc đi lấy chồng thì má cô cũng khuyên, má nói thì vợ chồng cũng như chén trong sóng vậy, làm sao mà không khua được. Cũng có lúc bất đồng cãi giả, nhưng mà con là vợ thì con phải nhịn một chút. Ví dụ như ông bà xưa người ta nói tục ngữ có câu gì mà chồng giận thì vợ bớt lời, miệng cười thỏ thẻ rằng anh giận gì, thưa anh giận em chi, muốn cưới vợ bé em thì cưới cho. Con cứ xuống nước thì không có khi nào mà nó giận con lâu được hết, hay là nó làm dữ với con được hết. Cô cũng áp dụng vô luôn con. Hay á. Dễ thương quá. Khi nào nữa con có chồng con mà giận con hay gì đó, con nó muốn lấy vợ bé thì mày cưới cho. Cô cũng hỏi lại má, nói vậy rồi rủi anh đòi cưới thiệt sao má? Cái má nói không có. Đời nào dám. Nhưng mà có bao giờ cô hỏi chú vậy chưa con? Có lúc chú giận mặt không vui, cái cô cũng theo câu hỏi, ủa anh giờ muốn gì vậy, bộ muốn cưới vợ bé hả? Cái chú làm thinh, cô nói có muốn thiệt không, muốn chỗ nào nói đi em đi cưới cho. Cái chú nói là phải có nha. Cái cô làm thinh,
Chú ông nói ông chỉ chỗ đó mệt lắm à. Còn đó không? Đó là một trong những cái mà vợ chồng cứng cần nên có. Ta gọi là làm hòa nó khó chứ có những cái câu chuyện như thế nó dễ lắm. Dạ. À, tự nhiên bật cười cái tự nhiên quên đi hết giận hờn. Như hương vị cuộc sống. Hương vị cuộc sống vậy đó. Có bao giờ chú lớn tiếng với cô chưa? Lớn tiếng cũng có nhưng mà dằn được. Chị nghĩ thấy vợ mình cực khổ vậy mình còn lớn tiếng nữa không có tốt. Thôi thì để đáp lại cái câu chuyện rất là vui, rất là nhiều cung bậc cảm xúc của cô chú dành cho chương trình, thì chương trình cũng có một phần quà nho nhỏ dành tặng cho cô chú. Xin mời cô chú hướng mắt lên màn hình ạ. Xin chào ba mẹ, chào anh Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan. Xin tự giới thiệu, em là Đỗ Nguyên, là con gái của Ba Phong mẹ Hương. Em cũng có đôi lời muốn nhờ chương trình gửi đến ba mẹ em. Những lời này thì bình thường là không có bày tỏ với ba mẹ. Nhà mình khó khăn, ba thì đi công tác xa thường xuyên, con với anh hai thì ở nhà với mẹ một mình, mẹ vừa mua bán vừa chăm sóc hai anh em con. Con nhớ là cứ mỗi cuối tuần ba đi làm về thì lúc nào cũng có quà. Quà thì là một cái bánh mì sandwich ngọt nè, với lại một hộp nho khô, là luôn luôn là như vậy. Bởi vì con rất là thích món đó. Còn món ăn mà con nhớ mà cứ mỗi chiều chiều á là mẹ đều để dành phần cho con, đó là cái đuôi heo. Khi mà mẹ nấu bánh canh để sáng hôm sau bán cho khách á thì luôn dành phần cái đuôi heo cho con là chấm nước mắm ăn. Thì là những cái món ăn con không bao giờ quên hết, đến giờ con luôn nhớ. Lúc nhỏ thì con là vốn nhát gan cho nên là ít khi nào mà dám làm gì cho mẹ giận mà để bị đòn hết. Con nhớ một lần á là không biết anh hai làm gì cho mẹ giận á, xong rồi mẹ kêu cúi xuống cho mẹ đánh đòn, thì anh hai á là cũng hơi bị lì, không có cúi xuống, bỏ chạy vòng vòng giáp sớm luôn. Xong đến lúc về thì mẹ bị mẹ đánh đòn, rồi mẹ đánh cũng mạnh tay, thế là bị roi in lên trên mông đít với lại trên đùi luôn. Sau đó anh hai thì không khóc mà con thì cứ khóc năn nỉ mẹ đừng đánh anh hai nữa. Còn mẹ thì đánh xong rồi sau đó thì đau lòng xót con, thì mẹ buồn rồi mẹ kêu con thì lấy dầu để xức cho anh hai. Mặc dù là nhiều khi á mẹ có hay cằn nhằn, mà có khi là cằn nhằn mà ba giận luôn, mà con nghĩ thì đó là tình yêu, cho nên là thôi ba ráng, ba chịu khó nhịn mẹ nhiều một chút nha ba. Được sinh ra làm con của ba mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời con. Bây giờ tụi con lớn rồi, có gia đình riêng hết rồi, thì cũng có con cháu, thì ba mẹ luôn dành phần chăm sóc cả cháu nữa. Thì tụi con chỉ cầu mong cho ba mẹ luôn khỏe mạnh, để sống thật lâu bên con cháu, rồi để cho gia đình mình có những bữa cơm sum vầy vui vẻ bên nhau, có nhiều cơ hội để đi du lịch đó đây cùng với nhau. Xin chào bà ngoại, con tên là Quốc Bình. Hồi cháu con bà ngoại nè. Bà ngoại rất hiền. Bà ngoại nấu đồ ăn rất ngon. Con yêu bà ngoại. Con thương ạ. Bà ấy khỏe mạnh sống lâu, nấu đồ ăn ngon cho tụi con ăn. Em cũng xin đại diện gia đình em cảm ơn chương trình đã tạo cho gia đình em một cơ hội để hiểu nhau hơn và tạo cho ba mẹ một kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Vượt qua một chặng đường 43 năm để có những hình ảnh tuyệt vời như thế, thật sự đó là món quà rất lớn, đúng không cô chú? Xem xong cái đoạn clip vừa rồi thì chú cảm nhận như thế nào? Rất cảm động,
lo cho con, giờ nó có cái sự biết ơn nữa thì mình cũng ráng sống vui sống khỏe để cùng với con cháu. Thấy vui vì con mình nó khôn lớn rồi, nó cũng có cái sự nghiệp vững chắc, con là thấy vui trong lòng. Thấy con nó cũng biết cái sự cực khổ của ba mẹ. Con tất cả mọi thứ cũng đã qua rồi. Bây giờ con cháu mong muốn là ông bà phải giữ gìn sức khỏe, hạnh phúc là con cháu vui rồi ha. Chúc cô chú mãi mãi hạnh phúc như thế. Trong ngày hôm nay thì cô chú có thể nói với nhau điều gì? Trước khi nói thì nhân buổi gặp hôm nay thì cũng có cái món quà nhỏ nhỏ gửi Quyền Linh, Ngọc Lan vô tay ăn nó sẽ đẹp da. Cảm ơn cô chú rất là nhiều.